Phát hiện hóa thạch ngựa còn nguyên vẹn sau 40.000 năm tại hố tử thần ở Siberia. Các nhà khoa học mới đây tìm thấy hóa thạch còn nguyên vẹn của một chú ngựa non tại hố tử thần Patagashka ở Siberia với niên đại lên tới 40.000 năm. Những bức ảnh đáng kinh ngạc về hóa thạch của con ngựa con này đã được công bố sau khi các nhà khoa học đã tìm thấy nó ở bên dưới lớp băng vĩnh cửu của hố tử thần Patagashka, Siberia, Nga. Đây là nơi được mệnh danh là cổng vào địa ngục, với chiều dài khoảng 1 km và chiều rộng chừng 800 m. Không ngừng mở rộng và ẩn giấu nhiều điều bí ẩn, hố tử thần Patagashka còn là một địa điểm vàng nơi các nhà khoa học đã khai quật được rất nhiều hóa thạch của những loài động vật, thực vật như voi ma mút, tuần lộc, hươu nai sừng tấm. Đáng chú ý là hóa thạch chú ngựa con vẫn còn nguyên vẹn hoàn hảo sau khoảng thời gian 40.000 năm. Hóa thạch ngựa con được các nhà khoa học tới từ Đại học Liên bang Đông Bắc Nga, các nhà nghiên cứu Đại học Kindai và đoàn làm phim truyền hình Fuji Nhật Bản tìm thấy trong một cuộc thám hiểm cổ sinh vật giữa các chuyên gia Nga-Nhật Bản vào tháng 8 năm 2018. Theo các chuyên gia, con ngựa con thuộc loài ngựa Leskavi hay Lina, vốn đã tuyệt chủng từ rất lâu, được cho là đã chết lúc khoảng 3 tháng tuổi với chiều cao khoảng 94 cm. Con ngựa nhỏ này được khai quật từ mộ sâu 30 m, nhưng xác của nó được bảo quản hoàn hảo nhờ một lớp băng vĩnh cửu. Nó có bộ lông màu nâu sậm và đặc biệt là các bộ phận như bờm, đuôi cũng các cơ quan nội tạng được bảo quản hoàn hảo đáng kinh ngạc sau 40.000 năm. Chú ngựa con này có lẽ đã chết vì rơi vào một cái bẫy tự nhiên hoặc chết đuối trong một hồ băng tan chảy. Ông Shemjem Gregory, người đứng đầu viện bảo tàng mammoth ở Yakutsk cho biết, không có vết thương nào có thể nhìn thấy trên cơ thể của nó. Đây là lần đầu tiên trên thế giới tìm thấy hóa thạch của một chú ngựa con tiền sử với mức độ hoàn hảo đến như vậy. Thậm chí, cả tóc của nó cũng được bảo quản, và điều này hiếm thấy đối với những phát hiện cổ xưa. Sắp tới, chúng tôi sẽ nghiên cứu về ruột của con ngựa để tìm hiểu về chế độ ăn uống của nó. Phát hiện về hóa thạch còn nguyên vẹn sau 40.000 năm này sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho các nhà nghiên cứu mẫu đất nhằm tái tạo lại môi trường sống của loài ngựa cổ đại. Phát hiện xác ướp con chó hơn 12.000 năm, vừa mở miệng các nhà khoa học bàng hoàng vì thứ còn nguyên bên trong. Con chó có tuổi đời 12.460 năm, tuổi đời lâu nhất trong lịch sử loài người. Những bí ẩn phía sau khiến khoa học cũng phải khó giải thích. Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện xác một con chó được ướp nguyên vẹn dưới lớp băng vĩnh cửu tại Siberia. Con chó này được xem là anh em với con chó có xác ướp cổ nhất thế giới, được tìm cách đây 4 năm. Tuổi thọ của con chó lên đến 12.460 năm, mở ra nhiều phát hiện thú vị về nguồn gốc của chúng cũng như tổ tiên của loài người khi đã biết thuần chủng chúng từ hàng ngàn năm trước. Điều đặc biệt gây chú ý là xác ướp của con chó này còn nguyên vẹn, bộ lông bên ngoài còn mềm, thậm chí các chi không hề có dấu hiệu bị tổn thương. Nhất là vùng khoang miệng bên trong, hàm răng bảo quản tốt, chắc chắn và sắc nhọn như những con vật đang còn sống. Tất cả các bộ phận nội tạng bên trong ở tình trạng hoàn hảo đến kinh ngạc. Sau khi mẫu xét nghiệm bên trong, dạ dày của con chó còn nguyên vẹn và phát hiện có vết nứt nhỏ, các nhà khoa học đưa ra một giả thuyết, con chó có thể bị rơi từ trên cao trong một vụ động đất và bám chặt vào cành cây bằng miệng trước khi rơi xuống hố sâu. Hiện tại, những nghiên cứu vẫn tiếp tục khám phá thêm nhiều điều bí ẩn nữa về con vật đặc biệt này. Đồng thời cũng có những bằng chứng chứng minh đây là tổ tiên của loài chó, hiện tại khi được con người thuần chủng cách đây hàng chục nghìn năm. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!